Hùng Phạm uh, 2195 bảo hiểm của USPS uh, chợ mỗi tháng có cao không anh? Uh, cái đó tùy theo, uh, tùy theo tại uh, cái cái rẻ nhất là cái dưới nhìn đó, NALC đó, thì uh, uh, thì nó rẻ như mỗi tháng chừng trăm hay là uh, như single là 50 năm chục rồi xong rồi nếu có Family cộng một hai chừng trăm gửi là hai trăm gì đó, Nó rất rẻ rồi. xong rồi thì tại bưu điện um, nó trả tháng hai lần lương á, thì nó lấy phần nửa của đó rồi nó trả. Gia uh, uh, yeah, nó có nó nó có nhiều cái nhiều cái bảo hiểm lắm. Uh, khai rồi cũng có tại mình ở Cali khai là mắc nhất uh, hoặc uh, mình ở Bắc Cali bị bị uh, khai là mắc nhất rồi mấy cái khác thì nó rẻ hơn một xíu. Uh, tùy theo cái thì có family rồi thôi mày tại cái bảo hiểm đó, nó có nhiều cái option đó như như tưởng tượng giống như là tưởng tượng như Kaiser đi um, Kaiser nó có ba cái một cái là thấp nhất một cái là bình thường một cái là cao nhất nhưng cái thấp nhất đó là bạn trả ít uh, nhưng mà nếu nếu mà bạn đi gặp bác sĩ hay là chuyên gia gì đó thì bạn phải trả chừng bốn hay 50 đô um, hoặc như còn nếu bạn đi ở emergency đó, thì bạn phải trả như là 200 hoặc 500 uh, mỗi lần đi uh, uh, cấp cứu um, rồi nếu mà đi uh, uh, xe cấp cứu thì nó mắc hơn này nọ rồi sau rồi nếu mà cái cái standard cái bình thường á thì mỗi lần gặp bác sĩ uh, gia đình hay là bác sĩ chuyên tư chuyên á thì như ba chục đồng hay gì đó mỗi um, kia thì nó thì giống như là bạn trả nhiều quá thì bạn giúp bạn bạn đi bác sĩ bạn trả ít lại um, rồi, rồi bạn cái như bạn bạn trả hàng tháng cao nhất á thì giá uh, sĩ trả ít hơn 15 hay là 20 đồng mỗi rồi xong rồi uh, rồi cấp cứu thì nó rẻ hơn chút xíu rồi cái này nọ cái mình á <laughs> mình có Kaiser có vợ uh, hai đứa con rồi mình có hai cái option cao nhất của Kaiser uh, 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 mỗi chế mỗi tháng trả muốn điên luôn <laughs> như mà nhưng mà tại cái cái tiền của bảo hiểm á là trả